Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đi Review. Như vậy là một mùa World Cup nữa lại tới và chỉ còn ít giờ nữa thôi, chúng ta sẽ được sống trong không khí bóng đá vô cùng sôi động của World Cup. Và cá hơn nữa khi mà VTV đã chính thức mua được bản quyền của cả 64 trận đấu phục vụ nhu cầu xem bóng đá của từng người dân. Và chắc hẳn ai ai trong mỗi chúng ta đều không muốn bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của World Cup đúng không? Và với những người mà không có điều kiện để xem World Cup ở nhà trên những chiếc TV thì chắc chắn điện thoại sẽ là một cái giải pháp vô cùng hợp lý. Và trên đây mình đã tổng hợp tất cả những điện thoại có màn hình to, pin trâu, cấu hình lại rất tốt, giá cả lại vô cùng phải chăng để phục vụ tốt nhất nhu cầu xem World Cup của bạn trong mùa hè này. Và chúng ta sẽ đi vào xem đó là chiếc điện thoại nào nhé. Và chiếc điện thoại đầu tiên mình muốn nói đến nó chiếc iPhone 6s Plus, siêu phẩm mình đã một thời nhưng vẫn chưa bị lãng quên. Dù đã ra mắt cách đây 3 năm nhưng không thể phủ nhận rằng iPhone 6s Plus vẫn là một trong những sản phẩm rất đáng mua ở phân khúc giá tầm trung, vẫn sở hữu một hiệu năng vô cùng mạnh mẽ để phục vụ những nhu cầu cơ bản giải trí tốt nhất hiện tại như chơi game, xem phim hay nghe nhạc, và đặc biệt là sống cùng chúng ta trong mùa World Cup. Với chiếc Apple A9 2GB, màn hình 5.5 inch, pin 2700mAh, có thể dung lượng pin của chiếc iPhone 6s Plus này nhìn có vẻ thấp nhưng các bạn hãy yên tâm. Khi mà hệ điều hành iOS đã quá nổi tiếng cho khả năng sử dụng pin cũng như trải nghiệm vô cùng mượt mà thì chúng ta có thể sử dụng thoải mái trong vòng 4 ngày. Và hiện tại mức giá của chiếc iPhone 6s Plus cũng đang rất hợp lý tại Diệu Thông Minh khi các bạn chỉ phải bỏ ra 6.490.000 đồng để đã có thể sở hữu chiếc điện thoại tính đáng một thời này. Còn chờ gì nữa mà không dính ngay em nói về trong mùa World Cup này, đúng không các bạn? Và nói đến màn hình to, pin trâu thì chắc hẳn chúng ta sẽ không thể bỏ qua những chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi phải không? Nổi tiếng với những chiếc điện thoại có cấu hình khủng, màn hình to cùng với thời lượng pin vô cùng ấn tượng, chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi có mức giá vô cùng hấp dẫn và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng. Đầu tiên sẽ là chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Đây có thể coi là một chiếc điện thoại vô cùng đáng mua ở phân khúc giá tầm trung của Xiaomi. Và tại Diện Thông Minh, chúng ta chỉ phải bỏ ra 3.990.000 đồng là có thể sở hữu một chiếc điện thoại cực kỳ thơm đến từ nhà Xiaomi này rồi. Máy sở hữu một thiết kế thời thượng với màn hình 5.99 inch, tỷ lệ 18:9, camera kép đặt sọc tương tự với iPhone X. Cấu hình vô cùng ấn tượng với con chip Snapdragon 636, RAM 3GB hoặc 4GB tùy theo từng phiên bản. Đặc biệt đó là dung lượng pin lên tới 4.000mAh, thực sự vô cùng ấn tượng phải không? Và chắc chắn với những thông số vô cùng mạnh mẽ trên thì chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Pro là một trong những điện thoại vô cùng đáng mua mà chúng ta không thể bỏ lỡ trong mùa hè này. Và tiếp theo đó là chiếc điện thoại Xiaomi Mi Max 2 sẽ là một trong những điện thoại có màn hình to, pin trâu mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Mi Max 2 sở hữu một màn hình có kích thước cực lớn 6.44 inch là chiếc điện thoại sở hữu màn hình to nhất hiện tại của Xiaomi. Cùng với đó là dung lượng pin bá đạo lên tới 5.300mAh, chip Snapdragon 625 cùng với RAM 4GB chắc chắn sẽ cho chúng ta những trải nghiệm giải trí vô cùng tuyệt vời. Với màn hình to, pin trâu chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một pha bóng hay nào trong mùa World Cup này. Và mức giá vẫn là một trong những điểm vô cùng tốt đến từ những chiếc điện thoại của Xiaomi. Tại Diệu Thông Minh chúng ta chỉ phải bỏ ra 4.690.000 đồng là có thể sở hữu được chiếc điện thoại có màn hình to, pin trâu hàng đầu hiện nay. Và cuối cùng đó là chiếc điện thoại đến từ nhà Meizu, đó chính là chiếc điện thoại Meizu M6 Note. Thật hiếm có một sản phẩm nào mà vừa có cấu hình tốt, camera kép lại vừa có pin trâu như chiếc điện thoại Meizu M6 Note này. Meizu M6 Note sở hữu một màn hình 5.5 inch cùng với đó là cụm camera kép. Đây chính là chiếc điện thoại sở hữu camera kép giá rẻ nhất thời hiện tại. Ngoài ra máy còn sở hữu dung lượng pin lên tới 4.000mAh vô cùng khủng. Với chip Snapdragon 625 tiết kiệm pin chắc chắn sẽ mang lại cho ta những trải nghiệm vô cùng ấn tượng trong mùa World Cup. Và đặc biệt Meizu M6 Note có mức giá vô cùng hợp lý tại Diệu Thông Minh khi chúng ta chỉ phải bỏ ra 3.290.000 đồng là có thể sở hữu một điện thoại có cấu hình tốt, pin trâu lại vừa sở hữu camera kép xóa phông thật công. Và trên đây là những tổng hợp về những chiếc điện thoại có màn hình to, pin trâu phục vụ tốt nhất nhu cầu xem World Cup của bạn trong mùa hè này. Các bạn thấy sao những điện thoại kia? Tất cả những chiếc điện thoại đều đang được phân phối tại Di Động Thông Minh mức giá vô cùng hợp lý. Các bạn để qua trực tiếp các showroom của Di Động Thông Minh để mua cũng như trải nghiệm các sản phẩm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.